Bạn muốn chơi chặn lẻ, banh tự động lên ngay vô bịp chấm phẳng. Hệ thống chặn lẻ banh uy tín, an toàn, giao dịch tự động 24/7, thanh toán chỉ 3 giây. Đường link dưới phần mô tả. Click ngay, đừng bỏ lỡ. Dâu, bà con sâu, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng em Minzy trong series bình luận PK League Server. Và đây là Minzy GAV, đến từ server GAV anh em nhé. Chúng ta đang ở trong chế độ smart của server GAV. Đừng quên 30 giờ ngày chúng ta 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em quý mình thì hãy like, subscribe kênh Double YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến thế giới cao web. Luôn được cập nhật, đăng tải, update thường xuyên như này. Rất mong được sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho em Minzy với cả hai kênh Double Gaming và Double YouTube anh em nhé. Không để anh em chờ lâu hơn nữa thì chúng ta sẽ đi tìm đối thủ đầu tiên trong chế độ smart của server GAV. Hơi đáng tiếc một chút là server GAV vẫn chưa cập nhật những vị tướng mới nhất để chúng ta có những cái trải nghiệm nó tuyệt vời anh em ạ. Mãi không làm được điều này, khá buồn. Bao smart mà các bạn. Tiếp theo chúng ta có Kyarit, nhân vật tiếp theo Init, sáng thế rắn gọi tên rồi. Gonit gì? Sáng thế rắn gọi tên. Ấy già, Yori dị, Miku. Mẹ muốn đánh sáng thế rắn không nổi. Đừng mỗi quả sáng thế rùa, và cả sáng thế rùa thì phế lòi, không chơi nhé các bạn. Không chơi sáng thế rùa. Tôi là tôi không có chơi sáng thế rùa. Tôi là không có chơi sáng thế rùa anh em ơi. Không muốn giết nó đâu nhiều. Lý Si không chịu nổi nhịp đấy nhỉ. Lý Si không chịu nổi cái nhịp đấy nhỉ. Con Lý Si không chịu nổi cái nhịp đấy rồi. Mày quá, chắc chết con gì nhỉ? Robert rồi các bạn. Chết số bớt cũng được nha các bạn. Chết số bớt nhưng mà bù lại thì chúng ta có chiến thắng này rồi. Chiến thắng này chạy đâu được rồi. Tôi đố cái chiến thắng này chạy được ấy các bạn. Đúng không? Tôi đố cái chiến thắng này chạy được ấy. Xin một lần chiến thắng này chạy thoát khỏi bàn tay tao ấy. Và đây là cú Sine. Đó không phải Sine à? Mình đừng lao vào Sine. Đến cái đấu tiếp theo nè. Chiết sạch Mây Ly Hèn
Vonit, tem màu xanh xanh nha. Tem màu xanh xanh à. Ok à. Gavlin thế nào nhỉ? Mẹ vừa mới vào cái Gavlin đã quýt rồi. Chưa kịp hình dung ra vấn đề như thế nào. Bạn mất Long Hổ bạn tiếc à? Kiểu mất Long Hổ nên tiếc anh ạ. Mất Long Hổ nên tiếc. Đủ tiếp theo. Angle xe vào 81. Chúng ta có Kyo. Google nha các bạn nhé. Chế độ Smart nên lựa chọn Google. Tiếp theo chúng ta có Kyo. Kyo. Theo nữa là Terry. Ở kìa. Chưa cho đội hình vào để anh em tính toán. Trang béo của xe 100 à của xe 49 anh em ạ. Kèo này lấy ai giờ? Unit các bạn. Kèo này chắc là full tư chất 14 rồi. Miku. À, quên mất nhé phải đấy. Kèo này nhẽ phải lấy con ăn đéo kia, vì ăn đéo bên này nó không cần ba tơn nhé các bạn. Ăn đéo bên này không cần ba tơn để có thể phó cướp đối thủ. Thế là mình sẽ có cơ hội để mình xử lý nó luôn. Cho mẹ ta đi vào sau. Đánh rất nhẹ đi em nhé, không dám đánh mạnh. Không dám mạnh tay em. Ngon mẹ mình kế thừa sang Athena luôn ạ. À. Con nào hồi sinh thôi nha. Dán nhé. Ôi đánh thì vẫn phải đánh đây nha. Bây giờ lao vào đây biết là con nào hồi sinh hay không. Hồi sinh thật chứ lại. Vẫn hồi sinh thật anh em ạ. Hơi đen nhỉ. Anh chiêu hưu lại có phá bút nhịp này nhé các bạn. Nhưng mà phá xong thì còn cái gì không nữa. Mình không phải để con phá bút rồi, mình ngay con phá bút rồi. Đa sen. Mình không phải một con phá bút đâu mà hai con phá bút. Ai giả mày vẫn còn cá pháy cơ. Tướng ạ, bây giờ trông chờ hết còn 5 lét rồi các bạn. Trông chờ hết còn 5 lét thôi. Nurui
Trông chờ hết là 5 led thôi anh em ạ. Tại sao mình nói về trông chờ 5 led, 5 led block lửa. Ôi ôi. Nó lên nổ trí thì để sao ngả cứu anh em ạ. Nó nổ trí thật ạ. Nó nổ trí thật anh em ạ. Và hết cứu. Trông chờ 5 lết một lốc nhưng không một lốc hết được. Momo xem ở 52 à, có Gula, Gunit thì các bạn. Lin, hao hát Lin các bạn. Tally. Mẹ đéo tanh khó chơi nhỉ. Không để ý nó Kyo không nhưng không dám mang gì vào. Choáng đâu. Không có choáng gì. Choáng lại được mấy uy tín anh em. Ờ, nghe điện thoại thì anh em. Đa sen. Sama o uchi kudasu. Chết ai anh em ạ? Bịp thật. Giết con này để cho nặng nợ anh em. Đang có vài cuộc gọi anh em đợi tôi tí nhé. Nào, nào, như nào, như nào, ơ kìa. Vẫn phải đấy. Hừ, á hừ. Á hừ. Vẫn phải đấy, á hừ. Nếu đấu tiếp theo là anh em ơi. Kionet Yorizi. À nhé, vứt con Yorizi cho nó nhỉ. Mình đã cầm Kionet rồi. Đúng không? Mình cầm Kionet rồi, mình lại lấy cả Yorizi nữa.
Rugal thì vào sau. Ai à, tứ hồn à? Thiếu một con rắn. À, thiếu một con hổ. Mẹ, nó con hổ này à? Khốc liệt quá nhỉ. Đánh đi các bạn. Máu thì phải chiến chứ. Ô mày quá, nó lại cho chi vào. Mày có nó lại cho chi mà. Ủa mẹ, lại giảm nộ với con Leona dở hơi của mình như vậy. Thằng này giải ra nhưng mà nó vẫn bị giảm nộ. Thằng Zero tuy giải ra nhưng mà nó giải ra nhưng nó không hồi nộ lên nên là chắc nó vẫn bị giảm nộ. Bỏ Leona. Có nhỉ. Khó nhỉ. Đành hy sinh Leona thôi. Xin Leona lại sai chứ lại. Nhà hàng nó biết rồi. Nhà hàng nó biết rồi. Nó biết thôi anh em ạ. Xọa nó thôi. Mẹ gì đấy. Không biết rồi. Ai dạ. Nhá hàng nó biết thôi anh em ạ. Kinh quá nhỉ. Này thì khốc liệt quá nhỉ. Phải là kêu là sai các bạn. Mình đã dùng kêu là sai. Mình kế thừa mẹ sang con kia đó. Thằng này Lee thì mẹ nó đánh kinh lắm đấy các bạn. Nam Led đố block được. Tao đố mày block được vậy Nam Led. Nhìn nó đốt quả lại thốn thấy mẹ luôn anh em. Nhìn nó đốt quả thốn thấy mẹ luôn anh em. Đừng nói tôi nó lại từ kỹ phát nữa nhá. Kiểu tuyệt kỹ phát nữa thì khóc dưng sức. Tuyệt kỹ phát nữa thì khóc dưng sức đây anh em nhá. Ok nè, clip này mình xin phép được tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo. See you in và thank you.